Vâng, xin được kính chào quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Người Em Tới Ô Tô. Có địa chỉ tại số 17 đường Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Một trong những kênh của siêu thị ô tô VK, đại diện nhân viên bán hàng Vũ Tới. Xin giới thiệu và mang đến cho quý anh chị một mẫu xe mới về đến cửa hàng. Đó là chiếc VinFast Lux A được sản xuất 2021, bản Plus nhé quý anh chị nhé. Mời quý anh chị cùng em xem qua chiếc xe. Và quý anh chị nào đang quan tâm về giá thì liên hệ qua số điện thoại 0977 500 055, hoặc đến cửa hàng số 17 đường Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Giới thiệu qua quý anh chị thì ở phần đầu chiếc VinFast Lux A, xe bản Plus thì đã được trang bị cảm biến góc, và ngoài ra đèn chào biểu tượng của VinFast hình chữ V, và cụm đèn trước được trang bị đèn LED rồi quý anh chị nhé. Vâng, xe được trang bị 6 cảm biến góc, rất là nhiều nha quý anh chị nhé. Với phiên bản Plus này thì chiếc xe la răng không được thiết kế la răng đúc, la răng phay, thì mặt la răng đây. Và lốp, dàn lốp theo xe chạy được có hơn 4.000, la răng 18 inch, rất là lớn. Xe màu trắng. Xe đã được lên camera 360. Ngoài ra đèn chiếu hậu được tích hợp với đèn báo rẽ xi nhan. Và xe cũng được trang bị đường viền cho xe. Khóa thông minh. Đây là cánh cửa của ghế lái, khoang nội thất của chiếc xe. Quý anh chị nha. Nội thất bọc da. Như quý anh chị biết thì chiếc xe này được trang bị khung gầm động cơ máy móc của BMW, động cơ 2.0 turbo, ốp bậc lên xuống, trang bị ở chiếc xe để lổ start top, ga tự động cruise sinh control, đèn cụm đèn trước và điều chỉnh gương kính hàng ghế đều được trang bị tự động. Ghế chỉnh điện 6 hướng quý anh chị nhé. Ngoài ra xe cũng được trang bị cảnh báo vượt ở trên gương. Đây là hàng ghế sau của chiếc xe quý anh chị nhé. Hàng ghế sau của chiếc xe. Vâng, hàng ghế sau của chiếc xe được trang bị cổng 220V, ngoài ra cổng 12V và cổng sạc USB, đèn trần và ghế sau đây ạ. Rất là ngồi rất là ôm trọn với này. Còn vị trí ngồi rất là thoải mái quý anh chị nhá. Xe mới chạy được có hơn 4.000 km. Cực kỳ mới luôn. Ngoài ra, đây cụm đèn sau của chiếc xe. Em vẫn chưa đánh cái này kia quay của anh ấy để cho dồn xe cái cảnh. Xe được trang bị cảm biến sau và cốp được trang bị cốp điện. Ống bô xả của chiếc xe đây, bằng sáng gầm của chiếc xe của anh chị nhé. Chìa khóa thông minh, bấm ấn giữ tự động 3 giây thì cốp điện sẽ tự mở, camera lùi. Đây cốp của chiếc xe đây quý anh chị nhé. Đây bộ dụng cụ kéo xe. Cốp điện thì quý anh chị chỉ giữ đây là cốp sẽ tự động đóng. Chiếc xe vừa về đến cửa hàng, tiết kiệm cho quý anh chị lên đến 200 triệu đồng. Thì với một chiếc xe đã qua sử dụng, xin cam kết với quý anh chị và các bạn một mẫu xe. Cam kết cho quý anh chị và chất lượng xe. Xe không bị tai nạn, đâm đụng, ngập nước, giấy tờ an ninh pháp lý đầy đủ. Và chiếc xe này em đang chào bán với giá là hơn 800 triệu. Hỗ trợ cho quý anh chị trả góp lên đến 70%. Chiếc xe này thì bên em đang quý anh chị chỉ cần đâu đó cho em là 260 triệu là mang chiếc xe này về với gia đình của mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị. Chúc quý anh chị thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và ủng hộ.